bữa nay con gái Hiền giỏi quá cô chú. Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay có con gái Huyền đã trở lại với Huyền nha cả nhà ơi. Thì hôm nay con gái Huyền trở lại siêu cute luôn nè cô chú anh chị và các bạn. Cô Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với hai mẹ con của Huyền chả giò chiên giòn kèm rau sống cuốn bánh tráng chấm mắm tôm nha cả nhà. Thì bây giờ hai mẹ con của Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với hai mẹ con của Huyền. Thì hôm nay là mình có mận tráng miệng nha cả nhà. Bây giờ con gái Huyền ăn cái gì nè? Con muốn nè. Trời ơi, tự nhiên ăn bánh tráng không sao ăn được. Giờ ăn mận đi nha. Ăn chả giò nha. Nha. Cay. Giỏi. Không ăn cay. Không có cay. Trời ơi, tự nhiên bánh tráng mà đòi ăn bánh tráng không. Thôi bó tay nè. Nè cả nhà, cái này gái Huyền nói cay. Mà chả giò này đâu có cay đâu cả nhà. Mận có không chịu ăn luôn nữa. Bây giờ uống gì? Uống sữa dâu nha cả nhà. Gái Huyền uống sữa dâu. Uống sữa dâu nha nè. Ờ, à, con uống một mặt để con mời ông bà cô chú á. Uống cho con đi. Mà anh chú uống sữa dâu nha. Bữa nay mình ăn chả giò cuốn rau sống chấm mắm tôm nè cả nhà. Bây giờ Huyền để chả giò lên nha cả nhà. Đó. Hôm nay mình ăn chả giò chiên cuốn bánh tráng chấm mắm tôm nha cả nhà. Con ăn đi. Con mời ông bà con chú ăn đi con. Con gái Huyền ăn mặn với uống sữa hả cả nhà. Con gái Huyền nó chê cái này cay. Chả giò mà lá cay. Đâu có cay đâu. Giò nó giòn cả nhà. Kèm với sống có bánh tráng ngon quá. Chấm mắm tôm chút chắc không cả nhà. Đừng đập quá. Con đập banh cái mặn hết không có ngon. Dạ. Ăn đi con. Để đập cái gì? Con mở bọc con cuốc nữa. Dạ. Ăn chú ăn gì các bạn? Chơi này. Ăn chú nữa nè. Mời đi. Làm lại. Ừ, làm lại. Ông bà cô chú anh chị các bạn. Dở quá trời thôi, cái dở quá con ăn mặn đi con. Dạ. Lâu quá con không lên, con có nhớ ông bà cô chú không? Dạ. Nhớ không? Nhớ. Mà tại sao con không chịu lên? Chịu lên cứu cậu. Ừ, đâu con nói là tại sao hôm nay con không chịu lên? Chịu lên yêu mà. Con không chịu lên làm sao con mê chơi đúng không? Dạ. Chứ con ngủ sớm á con không được lên đúng không? Thì mời cả nhà uống xá xỉ với Huyền nha cả nhà. Ngon quá cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn nha. Có chả giò nó giòn. Ngon lắm cả nhà. Không ăn đâu. Ăn đi con. Ăn đi. Con ăn thử con cuốn đi. Con ăn đi không có cay. Con ăn thử đi con cầm con ăn thử đi không có cay mà. Ừ con ăn đi. Rồi ăn đi. Con mời ông bà ăn đi. Ăn chứ. Cắn cùa nha. Em nhâm cây dưa. Ngon quá. À, có hỏi hả? Ngon không con? Ngon. Sợ mẹ. Ăn ngon. Ngon quá cái nội. Huyền bữa nay có một câu chuyện cả nhà mà không biết có nên kể cho cả nhà nghe không cả nhà. Nghe hoài sợ chát. Có uống nước không? Không uống hả? Là Coca hả? Ừ, uống không? Không uống cái Coca đâu. Sao vậy? Mắm á cả nhà, mắm cái có con ruồi. Chán mắm tôm cái con ruồi đó nó cứ bay lòng vòng hoài. Bây giờ để Huyền kể câu chuyện cho cả nhà nghe. Bây giờ để Huyền ăn cái cuốn này xong Huyền sẽ kể tiếp một câu chuyện này cho cả nhà nghe nha. Nhưng mà cái câu chuyện này là chỉ là vui nhộn với hài hước thôi nha cả nhà. Chứ không có thật và cũng không có ngạo ai nha cả nhà. Để Huyền ăn xong Huyền kể cái câu chuyện đó cho cả nhà nghe nha.
Ngon quá. Mình kẹp miếng mặn mình ăn không? Vừa ăn ngon quá. Ăn miếng mặn nhớ hiện nha. Mặn nó chua. Cái trái mặn cái nhà nó chua mà nó lạt nhắt. Chắc tùy theo trái hay sao á. Bây giờ Huyền mời cả nhà uống miếng nước cho Huyền nữa nha. Huyền kể chuyện nha cả nhà, nhưng mà Huyền kể câu chuyện này là vui chơi thôi nha cả nhà. Câu chuyện này là tiếu lâm thôi chứ không có thiệt đâu nha cả nhà. Nhưng mà cũng không có ngạo ai và không có cười ai nha cả nhà. Câu chuyện này là chỉ vui thôi. Bây giờ Huyền bắt đầu kể nha. Có hai cha con đó. Ngày nào cũng đi ngang cái bệnh viện tâm thần á cả nhà. Ngày nào cũng đi ngang đó hết trơn á. Thì đi ngang đó cái nghe thằng con trai nó để ý cái nó nghe cả nhà. Thằng trai nó nghe sao mà đếm 99 99. Con ruồi. Thằng trai mới nghe đếm sao mà trong bệnh viện á không biết ai mà đếm cái 99 99. Đó thì đi ngày nào cũng đi ngang đó cho cũng nghe đếm có một con số 99 là cả nhà. Cái thằng trai mới thắc mắc, tại vì hai cha con đi ngang đó mỗi ngày luôn hả. Thằng trai mới thắc mắc đi, thằng trai nó mới kêu cha nó, cha dừng lại cho con ghé lại đây con coi cái gì mà ở trong đó cái ngày nào mình đi ngang sao cũng đếm con số 99, ngày nào mình đi ngang cũng đếm số 99 trên đó. Cái mới kêu người cha dừng lại, dừng xe lại coi sao mà ở trong này ngày nào cũng đếm 99. Cái người cha cũng nghe là người con dừng xe lại cái người con mới đi lại ngay chỗ bệnh viện có cái cổng đó cả nhà, nhưng mà nó có cái miếng tường á cả nhà. Cái người con chuẩn bị leo lên miếng tường đi, cái người cha thấy vậy người cha cũng thắc mắc cả nhà. Cái người cha cũng lại leo lên theo. Cái người cha thì người cha vô tình trèo lên té xuống một cái đùng. Cái ở trong bệnh viện cái mới đếm số 100. Mới đếm số 100, đang đếm 99 cái tự nhiên người cha trèo lên té xuống cái đùng. Đó, cái ở trong nghe vậy ở trong đếm 100. Số 100 cả nhà. Cái người con hiểu rồi, người con mới thắc mắc, cái người con mới đếm 101. 101 có nghĩa là thêm người con nữa là 101 cả nhà. Có nghĩa là cái ý của người con là biết rồi, đã trong bệnh viện tâm thần thì người ta tâm thần người ta muốn đếm cái gì không được. Người ta đếm 99, 100, 200 gì mà không được, ta muốn đếm gì ta đếm. Mà người con lại vô tình thắc mắc mà cứ đi lại đó đòi trèo vô để coi thắc mắc tại sao đếm số 99. Cuối cùng thì hai cha con trèo lên miếng tường té xuống đó cả nhà. Cái ở chổng nghe vậy, ở chổng nghe một cái đùng vậy đó, cái quả hồn cái bắt đầu mới đếm 100. 99 cái chổng 100 cả nhà. Xong cái người con nó cũng thắc mắc, người con mới đếm 101. 101 là có nghĩa là người con á, cái người con là mình cũng bị tâm thần theo luôn, có nghĩa là mà cha nó té là 100 rồi thêm cái người đó, cái người con đó là thêm một người nữa là 101. Đó. Thì cái người con nó mới nói là hai đã người ta tâm thần người ta mới đếm, mà hai cha con mình cũng tâm thần theo đi trèo vô coi cái gì cuối cùng rồi cho bị té. Rồi chồng tao quản hồn, người ta đếm 100, tao đang đếm 99 thì té hơn cái đụng tao quản hồn, người ta đếm 100. Cái này là cái câu chuyện vui thôi nha cả nhà, chứ không phải là mình cười người ta bệnh hoạn hay là gì nha cả nhà. Câu chuyện này chỉ có trên Tiếu Lâm mới có thôi, chứ thiệt bình thường là thiệt là không có nha cả nhà. Thì cái này còn Huyền cũng muốn kể cho vui thôi, nãy giờ Huyền cũng không muốn kể cái câu chuyện này, nhưng mà thôi ngồi cũng buồn, Huyền kể cho vui thôi nha cả nhà. Thì thật sự đã bệnh viện, trong bệnh viện tâm thần thì người ta muốn đếm gì người ta đếm. Cái người con thắc mắc trèo lên, rồi người cha cũng thắc mắc trèo theo, rồi té xuống một cái đùng, người ta đang đếm 99, người ta liệu ta đếm luôn 100. Cái người con hiểu rồi, người con đếm 101. Cả nhà thấy đúng là chuyện Tiếu Lâm đúng không cả nhà, chắc còn thật đâu có đã cả nhà. Đúng là chuyện Tiếu Lâm luôn á. Cái này là coi vui thôi nha cả nhà, chứ mình không muốn ngạo ai nha cả nhà. Huyền mà cả nhà ăn tiếp với Huyền đó nè. Có một câu chuyện mà Huyền kể từ nãy giờ là lý do bị ngắt khúc tùm lum á, là do con gái của Huyền cả nhà. Huyền đang kể con gái Huyền lăn xăng rồi đòi đi ra đi xuống đó. Đâm ra tao nói nó lục cục tùm lum chứ. Huyền mời cả nhà nha.
Huyền làm cái mắm tôm này nè là Huyền chấm, còn Huyền làm nước mắm chua ngọt là cho ông xã Huyền với con trai Huyền ăn đó cả nhà. Ăn với bún nước mắm chua ngọt cũng ngon. Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Như Huyền và hai mẹ con của Huyền thì cả nhà hãy đăng ký like share ủng hộ cho hai mẹ con của Huyền nha. Mà con gái Huyền xuống trước rồi cả nhà. Và cái câu chuyện Huyền kể có vui thì cả nhà cũng cho Huyền một like, một đăng ký để ủng hộ Huyền nha cả nhà. Như Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Như Huyền bye bye.